Đây là một trong những hoa văn cổ hết sức độc đáo trên vải dệt của người Chăm. Nhưng nhiều hoa văn cổ đã bị mất đi cùng với những nghệ nhân lớn tuổi. Nghệ nhân Đạt Thị Nam từ nhiều năm nay luôn ấp ủ dự định khôi phục hoa văn cổ và giờ đây bà đã thực hiện được mong ước ấy. Những hoa văn cổ mà bà đã sưu tầm lâu nay giờ được bà giới thiệu cũng như truyền dạy lại cách dệt cho những người phụ nữ khác trong làng. Công việc này nằm trong dự án khôi phục hoa văn cổ đang được thực hiện tại Mỹ Nghiệp, một làng Chăm nổi tiếng trong và ngoài nước với nghề dệt thổ cẩm. Đây bây giờ thì hoa văn mới thì nó có, nhưng hoa văn cổ sợ mất. Bây giờ phải tìm lại để cho mấy học để lại cho con cháu sau này. Lâu nay cũng có nhiều chương trình để bảo tồn nghề dệt của người Chăm, nhưng những dự án khôi phục hoa văn cổ như thế này thì chưa có nhiều. Hội đồng Anh đã tài trợ cho dự án lần này khoản tiền 150 triệu đồng dành cho việc sưu tầm, khôi phục cũng như tổ chức truyền dạy cách dệt hoa văn cổ. Chúng tôi muốn sưu tầm lại về những cái hoa văn quý này thì chúng tôi khôi phục lại, mở một lớp này để đào tạo cho những con em của trong hợp tác xã cũng như trong làng nghề. La Thị Xuân yêu khung dệt, mê những hoa văn trên vải dệt của làng Chăm, nhưng mãi đến hôm nay mới được biết cách để dệt ra những hoa văn cổ. Hàng ngàn sợi chỉ, làm sao để mắc vào khung dệt, để rồi cuối cùng khi dệt ra là những hoa văn cổ vô cùng độc đáo. Đó như là điều bí ẩn của văn hóa Chăm, và giờ đây những phụ nữ làng Chăm giải mã bí ẩn ấy bằng cách khôi phục hoa văn cổ. Nó nhiều cái hoa văn cổ em còn chưa có hình dung ra được, em không có hiểu, không có biết hết. Thế hệ trẻ ở đây ít người biết lắm, nên nghe cái lớp học này em muốn tham gia cái lớp học này để em biết về cái hoa văn. Lớp học dệt hoa văn cổ của những phụ nữ làng Mỹ Nghiệp sẽ kéo dài trong vòng 3 tháng. Dẫu không phải là khoảng thời gian dài, nhưng những nghệ nhân như bà Đạt Thị Nam đã có thể hy vọng về khả năng hồi sinh của những hoa văn cổ. Hy vọng bởi giờ đây đã có những người trẻ làng Chăm sau lớp học biết cách giữ lấy và nuôi dưỡng sức sống cho hoa văn cổ.